Giá cà phê hôm nay ngày 29 tháng 12 gần 3 tỷ USD xuất khẩu và hai nhiệm vụ chính của ngành cà phê Việt từ năm 2022. Giá cà phê hôm nay ngày 29 tháng 12 trong khoảng 40.800 đến 41.600 đồng mỗi kg. Arabica tiếp tục giảm khi Robusta trên sàn London quay đầu ngay đầu phiên mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 40.600 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư Mờ Ga, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay ở mức 41.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đắk Lắc, Buôn Hồ, Đắk Lắc giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 41.300 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đán Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 41.300 đồng mỗi kg tại Gia, Nghĩa và 41. 1.200 đồng mỗi kg ở đá dở lớp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 41.300 đồng mỗi kg, trừ prong, ở và La dài cùng giá 41.200 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 41.200 đồng mỗi kg. Sáng nay, giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm giảm 200 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 1 năm 2022 giảm 2 USD mỗi tấn ở mức 2.460 USD mỗi tấn. Giao tháng 3 năm 2022 giảm 10 USD mỗi tấn ở mức 2.343 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Azabica giao tháng 3 năm 2022 giảm 1,45 sen lb ở mức 225,6 sen lb giao tháng 5 năm 2022 giảm 1,45 cent lb ở mức 225,65 cent lb. Trong khi giá cà phê Arabica vẫn tiếp tục giảm, thì giá Robusta trên sàn London quay lại điều chỉnh giảm ngay đầu phiên mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Hiện các quỹ đầu cơ trên sàn vẫn đang ở vị thế dư mua. Đây là điều đã được dự báo trước. Khi đây là ngày thông báo giao hàng đầu tiên của tháng 1 năm 2022 lại trùng ngay ngày khóa sổ vị thế kinh doanh trên sàn London. Hôm qua ngày 28 tháng 12, Hiệp hội Cà phê Ca Cao Việt Nam, VCOFA tổ chức Đại hội Tổng kết công tác nhiệm kỳ 9, 2017 đến 2020 và bàn phương hướng nhiệm kỳ 10, 2021 đến 2024. Theo đánh giá, Giá cà phê giảm liên tục từ năm 2016 đến cuối năm 2020 đã ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp xuất khẩu cà phê và thu nhập của người nông dân. Nhiều doanh nghiệp do giá giảm sâu dẫn đến doanh thu giảm, thua lỗ, người nông dân do giá xuống đã giảm sự đầu tư chăm sóc vườn cây. Thời điểm này, giá cà phê xuất khẩu có thời điểm xuống thấp nhất với dưới 1.200 USD mỗi tấn khiến cà phê nhân xô ở các vùng nguyên liệu có thời điểm xuống dưới 30.000 đồng mỗi kg. Sang đến năm 2021, giá cà phê mới bắt đầu phục hồi trở lại và tăng mạnh vào những tháng cuối năm nay, nguyên nhân do thiếu hụt nguồn cung từ Brazil, Việt Nam, Colombia, tồn kho trên hai sàn New York và London liên tục giảm mạnh, thiếu container, giá cước vận tải tăng chóng mặt. Do tác động của dịch COVID-19 lần thứ 4 nên Việt Nam đã phải áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi cả nước khiến xuất khẩu cà phê Việt Nam giảm lớn về khối lượng. Trong khi đó, kim ngạch tăng so với năm trước do giá xuất khẩu tăng và tăng cường xuất khẩu cà phê giang say và hòa tan, cộng với việc Việt Nam đã ký và triển khai thực hiện các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là CPTPP, EVFTA, UKVFTA. Thời điểm này, giá cà phê thế giới đã tăng lên mức cao nhất trong vòng nhiều năm qua. Giá cà phê trong nước có thời điểm lên mức cao nhất là 43.000 đồng mỗi kg. Cả vụ 2020-2021, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt 1,5 triệu tấn với kim ngạch hơn 2,8 tỷ USD. Đặc biệt, cà phê giang say và hòa tan xuất khẩu đã chiếm 9,1% thị phần. EU là thị trường tiêu thụ cà phê nhiều nhất, chiếm 40% tổng lượng và 38% tổng kim ngạch xuất khẩu. Tiếp theo là Đông Nam Á với 13%. Tại thị trường Trung Quốc, cà phê Việt Nam đã chiếm hơn 30% tổng lượng nhập khẩu. Các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam và Trung Quốc bao gồm cả cà phê nhân, rang say, hòa tan, uống liền. Tại đại hội, VICOFA cho biết, trong những năm tới, ngành cà phê Việt Nam phấn đấu thực hiện hai nhiệm vụ chính. Thứ nhất là giữ vững vị trí nước xuất khẩu cà phê nhân lớn thứ hai thế giới. Nhiệm vụ thứ hai là tăng kim ngạch xuất khẩu lên năm. 6 tỷ USD vào năm 2030 với phương châm năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng. Giá tiêu hôm nay ngày 29 tháng 12, tăng 2 ngày liên tiếp, thị trường dần sôi động với dòng tiền chảy về từ cà phê. Giá tiêu hôm nay ngày 29 tháng 12 trong khoảng 79.000 đến 81.500 đồng mỗi kg. Thị trường được nhận định sẽ dần sôi động cho tới giáp Tết âm lịch, cũng là thời điểm chuẩn bị vào vụ thu hoạch mới. Tại tỉnh Đắk Lắk, Đến ông giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Trong khi đó tại Đồng Nai, giá tiêu hôm nay ở mức 79.000 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu giá tiêu hôm nay ở mức 81.500 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Còn tại tỉnh Bình Phước giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 80.500 đồng mỗi kg, tăng 500 đồng mỗi kg. Sáng nay giá tiêu trong nước tăng 500 đồng mỗi kg tại các vùng trồng trọng điểm so với cùng thời điểm hôm qua. Đây là ngày tăng thứ hai liên tiếp của thị trường trong nước. Trong kho đó, sau một ngày tăng 100 USD mỗi tấn với giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam, Hiệp hội Hồ tiêu Thế giới đã có điều chỉnh lại. Cụ thể, giá tiêu trắng xuất khẩu bất ngờ giảm mạnh 300 USD mỗi tấn, xuống còn 6.200 USD mỗi tấn. Cùng đà giảm còn có tiêu đen 500 g mỗi lở, giảm 90 USD mỗi tấn, còn 4.200 USD mỗi tấn. Duy chỉ có tiêu đen xuất khẩu 550 g mỗi lở tăng nhẹ, từ 4.390 lên 4.400 USD mỗi tấn. Thị trường được nhận định sẽ dần sôi động cho tới giáp Tết âm lịch, cũng là thời điểm chuẩn bị vào vụ thu hoạch mới. Khi đó dòng tiền từ cà phê sẽ chuyển dịch trở lại thị trường hồ tiêu, trong bối cảnh vụ thu hoạch trễ hơn mọi năm. Tổng kết năm, số liệu cho thấy nguồn hồ tiêu nhập khẩu ngày càng tăng từ Campuchia. Số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam, VPA, trong 11 tháng năm 2021, nhập khẩu hồ tiêu từ Campuchia tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. Theo nguyên phó chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Nguyễn Nam Hải, Sản lượng hồ tiêu ở các tỉnh biên giới Campuchia giáp Việt Nam ước đạt 30.000 tấn mỗi năm, chủ yếu bán sang Việt Nam theo đường tiểu ngạch. Hai năm nay, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nên một lượng hồ tiêu Campuchia chuyển sang xuất khẩu chính ngạch. Các doanh nghiệp của Việt Nam chủ yếu nhập hồ tiêu để chế biến xuất khẩu. Ở trong nước, Đắk Nông đang là một trong những địa phương có diện tích hồ tiêu lớn, với trên 33.000 ha, sản lượng trên 60.000 tấn mỗi năm vừa qua. Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý đán nông cho sản phẩm hạt tiêu của tỉnh đán nông. Chỉ dẫn địa lý dùng để chỉ dẫn cho các sản phẩm tiêu đen, tiêu đỏ, tiêu trắng và được bảo hộ trên toàn tỉnh đán nông. Chỉ dẫn địa lý có ý nghĩa đặc biệt với ngành hồ tiêu tỉnh đán nông. Thể hiện sản xuất hồ tiêu ở Đán Nông đã có những thay đổi lớn, hướng tới chuyên nghiệp, tạo ra sản phẩm chất lượng cao, không chỉ doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhiều bà con nông dân cũng mạnh dạn sản xuất hồ tiêu theo hướng quy mô hiện đại. Theo bà Nguyễn Thị Tình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, những năm gần đây, người dân đã thay đổi phương thức sản xuất hồ tiêu để nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu. Trên địa bàn tỉnh đã có nhiều vườn tiêu được công nhận đạt chuẩn hữu cơ của các đơn vị độc lập, phong trào sản xuất sạch, tạo ra sản phẩm an toàn ngày càng được nhân rộng. Nếu như vào thời điểm năm 2015, toàn tỉnh chỉ có ít hộ trồng tiêu hữu cơ thì đến nay đã có khoảng 70 hộ với tổng diện tích 237,7 ha. Đây là một bước tiến lớn đối với sản xuất hồ tiêu trên địa bàn tỉnh. Với đà trên hồ tiêu đán nông càng có cơ hội tốt hơn để thâm nhập vào thị trường quốc tế.